đây là quả gì? À, đây là quả chuối đấy. Quả chuối ăn rất ngon và tốt cho sức khỏe đúng không nào? Và hôm nay cô có một hoạt động muốn giới thiệu cho các con. Đó là hoạt động cắt chuối. Để chuẩn bị cho hoạt động cắt chuối thì cô cần có một quả chuối, một cái thớt, một con dao và một cái khay. Không thể thiếu đó là một cái đĩa để đựng quả chuối nữa. Bây giờ chúng mình cùng quan sát cô thực hiện việc cắt chuối nhé. Đầu tiên, cô sẽ dùng tay không thuận cầm một đầu của quả chuối. Tay thuận, cô sẽ cầm dao. Chúng mình nhớ cầm dao đúng cách để không bị đứt tay nhé. Bây giờ chúng mình quan sát cô cắt chuối nhé. Cô sẽ cắt thành từng khoanh. Vậy là cô đã cắt xong rồi, bây giờ cô sẽ để dao vào khay và cô sẽ cầm từng khoanh chuối để vào đĩa. Các con ơi, sau khi cắt chuối xong, chúng mình nhớ vệ sinh đồ dùng và cất lại vị trí ban đầu nhé. Khi chúng mình hoạt động cắt chuối thì chúng mình hãy nhờ bố mẹ quay lại video và gửi cho các cô nhé. Cô chào các con.